xin chào cả nhà anh chị mình nha ở trên kênh em thì hôm nay em lên sống cho chị mình hai bộ mẹ con ha mẫu đẹp cực kỳ nha chị rất là mát sữa nha cái bộ mẹ con đầu tiên là bộ mẹ con đực mẹ thì xá tích nghiêm chỉnh ha lưng đôi nha chị bộ mẹ lưng đôi đòn dài không để em quay xuống cho chị mình coi phần vú nó như thế không hết biết nha rất là mát sữa luôn còn dò cẳng thì bò này tình trạng là hoàn thiện nha đó chân cẳng bò mẹ thì móng sò gọn gàng rúng là rúng chèn nha anh chị mình thấy bò này rất là đẹp nha vậy bò này phải nói là hết biết nha thì anh chị mình mà sở hữu được cái bộ mẹ con này ấy, thì phải nói là nó tuyệt vời luôn anh chị rất là xịn bò nha anh chị cái bò mẹ con nó rất là xịn nha đó yếm đồ rất là đẹp nha anh chị lưng là lưng đôi nha gu bạc như anh chị không làn da thì hôm quay anh chị cũng thấy rồi ha bò mẹ nó đẹp cực kỳ luôn anh chị cái màu da thì nó bóng ngáo ha da đỏ rất là quyền bò nha anh chị thì con bò mẹ này á, thì em đo ngay xá lưng á, thì nó cao là 1m24 bò. Thì tình trạng con bò này á, thì nó để được hai con. Thì lứa hai này đang con con làm bò đực nha chị. Và nó đang chữa rồi nha. Bò này em khám rồi. Em kêu thuy rồi qua khám khám rồi chữa được 3 tháng nha chị. Chữa là bò xin ha. Đó chữa lại được 3 tháng. Thì bò này á, thì tình trạng nó chữa chắc ăn nha chị. Đó, 3 tháng thì em bảo hành cho chị mình tứ đẻ ha. Bao chữa, bao khám, bao lòi cho chị mình tứ đẻ mới thôi nha chị. Bao đèn quen cho chị mà nha. Còn đây là một bò đực anh chị không? Bò đực với bò mẹ nói chung là nhìn y nhau anh chị, nhìn rất là đẹp bò ha. Đó. Bò mẹ này rất là mát sữa luôn anh chị, cái bầu vú gì hết biết ha. Còn con đực này thì nó được 4 tháng rưỡi nha anh chị. Đó, bò mẹ này nó cũng là gốc 51 nha anh chị, gốc 51 nha. Đó, rất là mát sữa luôn mà mẫu bò lại là mẫu đẹp nha anh chị, cực kỳ đẹp nha. Đó. Thì anh chị mình mà sở hữu được cái bò mẹ con này thì phải nói là xịn sò luôn nha anh chị. Thì bây giờ đó thì em em quay cái con bò con nó lại cho chị mình coi ha bò con đực anh chị không nè đó chị không đầu trụi xá tích nghiêm chỉnh gu bật lưng đôi đồ đít như ba bơ nha anh chị mẹ con nó đít như ba bơ nha Dò cẳng anh chị không nè giò cẳng nó là hoàn thiện ha móng sò anh chị cái con bò con này thì sau này anh chị nuôi lớn lên mình lấy giống luôn cũng được nha anh chị tại nó mẫu đẹp chị không đó chị không bò cực kỳ đẹp nha anh chị đó thì mẹ ăn sao thì đẻ con chị hết biết không mẹ con này rất là tốt bò nha chị mẫu bom ba nha đó mà rực u nu anh chị được 4 tháng rưỡi nha anh chị. Đó mà được con này được 4 tháng rưỡi nha. Mẫu thì nó mẫu đẹp thì sau này chị nuôi lớn lên á thì mình để lại mình làm giống luôn nha. Đó nhìn rất là đẹp bò nha anh chị. Thì cái con bò con này á thì hồi nãy em đo ngay xứ lưng á thì nó cao gần 1 mét bò nha anh chị, cao gần 1 mét bò nha. Không len giá gì hết nha anh chị. Thì bộ mẹ con đầu tiên này thì em xin báo giá cho anh chị mình ha Combo mẹ con, mẹ bầu là 3 tháng chỉ có 31 triệu 500 ngàn hả chị 31 triệu 500 ngàn nha Là anh chị mình mua được cái bộ mẹ con đực đầu tiên này Bộ mẹ con phải nói là rất là đẹp bò nha anh chị Rất là mét sữa cực kỳ luôn nha Cái đích phải nói là như ba bơi dần lưng phải nói là cực kỳ đẹp nha anh chị Chỉ có 31 triệu 500 mà Là anh chị mình sở hữu được combo mẹ con này nha anh chị Chỉ có 31 triệu 500 nha thì để tiếp tục em sẽ cập nhật cho chị mình là một bộ mẹ con số 2 là một bộ mẹ con cái đẳng cấp luôn nha anh chị, cũng hàng hiệu nha. Bò mẹ bên đây á, thì em kiểm tra thì sáng mặt, sáng lưng nói thì nghiêm chỉnh nha, Bò mẹ dốc dáng thì to lớn nha chị. Rúng thì rúng chiền ha. Giò cẳng được hoàn thiện hết, bao tật lỗi hết nha chị. Đó, bò mẹ này bầu vú là bốn vú đều ha, còn bầu sữa nha chị. Đó, bò mẹ này thì theo em kiểm tra thì em thấy là bò mẹ này thì có điểm mi nha có điểm mi ở ngay con mắt bên phải anh chị mình thấy không một điểm mi nhỏ ở ngay cái mi mắt nha anh chị đó bò mẹ này thì nó như cái con bò đực nha anh chị Xét cái con bò mẹ này thì nó to lớn bự con đòn dài rất là màm bò phải nói là con bò này thì nó thuộc về bò tiễn nha anh chị đó bò tiễn chọn nha đó rất là đẹp luôn Màu da thì phải nói là đỏ mặt luôn nha anh chị Đỏ mặt ha Rất là đẹp bò anh chị Cua bạc như bò đực anh chị Thì con bò mẹ này á, thì nó đẻ đúng mới hai con nha Thì lứa hai này á, thì đang gom con là con bò cái nha anh chị Rất là đẹp bò y mẹ nó luôn nha Và đặc biệt á, là cái con bò mẹ này nó cũng chữa ra luôn nha anh chị Tại bò mẹ này với là bò mẹ bên kia là nói là gốc năm một nha Bò mẹ này á, thì về chiều cao á, thì hồi nãy em đo ngay sới lưng á, thì nó cao là 1m3 bò nha anh chị con bò mẹ số 2 này á, thì nó thuộc về bò tàn lớn bự con nha. Có điểm mi ngay mắt bên phải như chị Đó, chữa lại là bò xin được 4 tháng ha. Bò này á, thì em có nhờ khu y đầu qua khám khám lại chung với con đầu tiên á, thì chữa hết nha chị Con này chữa được, được 4 tháng ha. Bao chữa, bao khám, bao lòi cho chị mình tứ đĩa đèn quen ha. Mẫu mã thì bò đẹp nha chị Hàng này á, thì hàng tuyển chọn nha chị. Đó, hàng tuyển chọn anh chị cũng biết rồi ha. Là hàng hiệu nha chị anh chị mình mua được bò mẹ con này thì phải nói là rất là xịn sò và đẳng cấp nha anh chị rất là đẹp bò nha vì những cái bò mẹ con này nó đẻ con đó anh chị một chút em quay lại cho anh chị coi luôn rồi anh chị mình biết là cái bò mẹ con này nó đẹp bò như thế nào nha đó bò con thì chị mình thấy không bò con là bò cái ha sái tết thì nghiêm chỉnh lưng đôi gu bật anh chị không cái dàn lưng hết biết anh chị nó như bò bơi nha anh chị rúng thì đúng tiền nè đó rúng chèn đàng hoàng đó anh chị đó lưng rồi lưng đôi nè rất là mời bò anh chị đóng cái vàng gu bậc rất là lớn nha đó da đỏ mặt anh chị không rất là đẹp nha đó anh chị cái vàng lưng với vàng gu nữa không đồng dài sọc anh chị cậy đuôi thì to hoa đen rúng chèn giò cẳng này đi đứng hoàn thiện nha anh chị con bò con này thì anh chị để ý là rúng với đà yếm ha lòng thòng nè giò cẳng rồi không có tật lỗi nha anh chị con bò con này thì nó gần 6 tháng tuổi và mẹ này chửi lại được 4 tháng thì cũng chiều cao thì em có đo rồi ha cái con bò cái này thì em đo ngay sẽ lưng thì nó cao là một m lẻ bảy tám bò nha chị rất là đẹp bò ha đó anh chị mình thấy không rất là mét sữa luôn anh chị đó phải nói là cái rúng bò này nó rất là đẹp anh chị da đỏ cũng đẹp ha thì mẹ con này thì đều có điểm mi nha con bò con này nó cũng có điểm mi nha chị một điểm bi nhỏ nằm ngay cũng mắt bên phải luôn ha mẹ con đều có điểm mi nhưng mà về mẫu bò này á, thì nó thuộc về bò tiễn nha anh chị Bò tiễn ha Mẹ thì chữa lại được 4 tháng nha anh chị Thì mẹ con này á, thì à, em sẽ báo giá cho chị mình nha Thì mẹ con này á, thì nó là một bộ mẹ con tàn lớn ha Thì bò đẹp á, thì giá cũng phải đẹp nha anh chị Thì mẹ con này á, thì à, em bán nguyên mẹ con và em báo giá cho chị mình ha 41 triệu 500 ngàn anh chị 41 triệu 500 ngàn nha Tại vì bộ số 2 này á, thì nó thuộc về bộ mẹ con tàn lớn nha anh chị. Mẫu đẹp ha. Tại vì mẹ cũng chữa ra rồi nha. Đó. Giá 41 triệu 500. Còn bộ đầu tiên này á, là bộ mẹ con đực 31 triệu 500 000 nha anh chị.